Chỉ có vài tuần trôi qua, đại ra Phương Hằng, vợ ông Dũng, lò vôi, đã chiếm hết spotlight của Na Thần Ly và bắt đầu được cư dân mạng nhớ đến bằng những buổi livestream dài hàng giờ đồng hồ, với hàng loạt câu mắng chửi, chỉ trích hết cả dàn nghệ sĩ của Vbiz. Thậm chí, bà còn tuyên bố cấm tất cả nghệ sĩ Việt đến Đại Nam để quay phim cũng như chụp hình. Khiến nhiều người phải lắc đầu ngán ngẩm. Ấy vậy mà có một nhân vật được bà Phương Hằng đặt cách, đó chính là Thủy Tiên. Theo đó, khi chia sẻ về nữ ca sĩ, vợ ông Dũng lò vôi lại dùng những ngôn từ có phần nhẹ nhàng hơn và lên tiếng bên vực, như Thủy Tiên, tụi bay chửi người ta ngày ngày, đêm đêm. Nó làm gì tụi bay, chăm trọc tụi bay hay sao mà tụi bay điên dữ vậy? Người ta đi làm từ thiện, nó đúng hay sai còn có pháp luật? Nó lội mưa, lội sinh, đội nắng mà tụi bay ngồi đây chửi nó. Nó sai thì pháp luật xử nó chứ mắt mớ gì tụi bay chửi người ta. Bữa nay tao chửi luôn đó, ngon da mặt đi, da mặt gặp tao nè. Xem ra, bà Phương Hằng vô cùng cảm động trước tấm lòng hảo tâm mà Thủy Tiên đã dành cho người dân gặp khó khăn. Tuy nhiên, vợ ông Dũng, lò vôi, lại khiến dân tình cảm thấy khó hiểu vì khuyên người khác đừng chửi dũa, nhờ cậy đến pháp luật nhưng hình như hành động lại có hơi đi ngược với lời nói của chính mình. Bà Phương Hằng lên tiếng bên vực Thủy Tiên. Những hành động của Thủy Tiên khiến nhiều người cảm động, trong đó có cả bà Phương Hằng. Trước đó, bà phương hằng từng lên sóng livestream và chỉ trích rất nhiều nghệ sĩ vbits như nghệ sĩ hoài linh nghệ sĩ nhân dân hồng vân trang trần ảnh sưu tầm